hơn chỗ này. Tầm đấy đi cầu Thanh Trì. Xuất phát đi. Hôm nay đội mình lại đi lắp đặt cho một anh khách ở trên YouTube, vừa sáng đang ngủ anh ấy có gọi và là muốn lắp ba con, hai con trong nhà và một con ngoài trời. Thì anh gọi gấp quá nhưng mà thôi, dù sao anh cũng là yêu thích kênh YouTube bên mình và cũng gọi là yêu quý đội mình đi. Mình ở Hưng Yên lên Hoàng Mai Hà Nội lắp cho anh ba con Ezebit. Thì anh có gửi địa chỉ cho mình rồi đây, à, vị trí đây. Thì bây giờ bên mình đang cơ động, bây giờ đang 12 giờ 12 rưỡi. Hôm nay là mùng 3 tháng 5 2022. Cơ động lên lắp cho anh. Hôm nay cũng có hai đơn cam ở gần nhà mình cơ. Nhưng mà thôi xin phép khách hàng rồi để sau vậy, bởi vì anh ấy bảo là hôm nay anh được nghỉ ở nhà. Thì thôi thì em ưu tiên đơn của anh trước. Em lên lắp, còn mấy vị khách kia thì em đã để xuống tối. Tối hoặc là sáng mai mình sẽ lắp nốt cho vị khách ở gần nhà. Thì chặng đường chắc còn 24 cây nữa. Thế mình cứ di chuyển đến khi nào tới nơi thì các anh em cùng với mình thi công cho anh ấy nhá. Thôi hẹn gặp anh em trong giữa video. A few moments later. Chỗ này cũng cảm giác rộng rãi. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn. Thế đây là nhà cái ông ý là dưới chân cầu Thanh Trì. Nhưng mà ngõ lắm chứ. Có 50 thôi. Đây à? Đây à? Sao chồng không lùi đi? Lùi đi vào thôi. Thật xa đấy. Vâng vâng Nên ra có ô tô nó đi qua đây không anh? Không không không. Vâng vâng Buổi chiều hôm luôn bảo xe 2 giờ 4 về đỗ ở đây. Vâng. Nhìn lên chính giữa hẳn này, nhìn ra này. Vâng. Mà nên cái đường vành đai, đường mình co vành đai thẳng công trường. Vâng ạ. Vâng ạ. Để tí em ra. Sang có chuyện là để chui qua chỗ cống ngầm được phải nhà đường co cánh ba đối diện của cổng trường cũng như vâng. Góc này, đoạn giữa này là đẹp. Gãy được một ít và cả vào trong cửa phòng khách. Cái này có thể điện lại cho ở trên xuống, giống như các nhà mình lắp này. Con này phải trang ở trên xuống. Hai con trong nhà đúng không anh? Ừ, một con phòng khách và một con phòng của các cháu à? Ở trên tầng 2. Vâng. Cháu chào bác ạ. Vâng. Camera. Nên coi đường điện trước vậy. Ừ. Lắp tầng 2 cũng gọi chùi bốt ngoài vào buổi chiều gọi nó ở một cái trên tầng trong nhà thì lắp một khách lắp một
đường ngược lại vào đấy. Nhưng mà chủ yếu đâu này này. Không đây, cái này dây chặt như này là không chạy gan đâu. Đường điện thì để bọn em tìm cho, còn đâu anh chỉ cần chỉ cho em chỗ anh muốn lắp thôi là bọn em triển khai được. À, con ở dưới này thì cứ phòng khách xuyên ra gì anh? Hay là bếp xuyên lại? Ừ, ở đây là xong rồi. Bây giờ đang tính trong nhà thôi. Nếu mà để xuyên như thế, theo em là xuyên phòng khách vào thì sẽ hợp lý hơn. Ở cái gian phòng khách thì bao giờ nó cũng sẽ là cái gian đi qua nhiều nhất. Vâng. À, mình phá nhiều phòng đấy. Vâng. Phá nhiều phòng. Vâng. Ơ, quên điện thoại ở xe. Em cứ triển khai con ngoài sân và con ở phòng của cháu nhé. Ừ. Vâng, để em ra. Ừ. Rộng là khả năng vẫn luôn được đấy.
Thôi triển khai con cam đi cho sớm. Cái đấy cũng xong. Xong cam thì em sẽ xử lý cho anh cái dây này luôn. Vâng, vâng. Mang hộp cam phải anh giấu. Vừa cầm ra phiên bản. Nó ở trên, nó ở trên, trên cùng. Phải tạo luôn. Chưa, nó chưa, nó chưa khởi động xong. Lên, đợi lên đèn xanh rồi. Trả lại vuốt lại đi. Khi treo lên là em chụp lại luôn rồi. Để cái sau này khách hàng có xóa mất cam đi và em chỉ gửi mã cho khách là khách tự quét được, không phải bắc thang lên trèo nữa. Chứ không là phải bắc thang lên trèo rồi tìm mã của nó mệt lắm. A few moments later. Được đây. Xui rồi, xui rồi. Tao còn sắt cái nước không hạng, con sắt ra rồi, có sổ vào trong nhà đứng ở cửa bắt máy mất wifi. A few moments later.
Vì cái mái này có đứng được không? Cái mái này có xuống được không anh? Được. Dưới này xuống được. Lấy dây thít con thít nó vào đến mo đen luôn nhá. Thì đầu là chiều nắp luôn, đầu là chiều nắp xong rồi. Xong bắt đầu đến chiều nắp rồi, đánh dấu dây ấy vào. Cái này bây giờ để mở luôn, ừ miết cái mở luôn. Chị cũng không nhìn được. Ui chị ụ này nhìn nó sao được. 27 mấy sao. Được anh ạ, nó chỉ cần không bị cháy là được thôi. A few moments later. Vuông hết góc tường là dùng ghi đinh ghim đóng. Thiết vào, thiết vào cái lan can này. Một là anh thích trên này, chạy hết trên này cũng được, hoặc là nó chỉ gọi là tương đối treo chéo. Thì thế nào cũng được anh, anh thích là. Rồi, thiết vào. Chả đồng dạng đến đâu. Nhưng mà như này chồng em là sẽ phải gọn, tăng góc luôn. Hay bảo là trên này anh thì hệ thống dây mạng lan nổi nhà em đi kỹ lắm, em tự làm ấy kỹ lắm, mất cả tháng rồi mỗi hôm làm tí. Máy tính có mạng tắt đi rồi đúng không? Cái điện của cái kia lúc nào cũng phải cắm anh nhá, không là cam mất đấy. Cái đấy phòng anh là phòng điều hành cho cam với cả máy tính của cháu, bên đấy mà mất điện thì là của bên cháu nó cũng mất. Dạ.
đi lên một chuyến ra sen. Để em bê, vâng, em bê đồ ra sen. Còn một chuyến nữa hả? Đây một chuyến ra xe xong vào đây rồi. Bây giờ lần nữa là xong. Con này nó đỗ luôn đấy. Mở khóa đi, vẫn đang mở khóa đâu, khóa đang kìa. Ừ, có thể bỏ ghét ra xong rồi giật ra chứ. Mười chín giờ 48 rồi các bạn, giờ mới thi công cặn kẽ cho anh luôn, xong xuôi hết bắt đầu mới về. Rồi về đến chân cầu Thanh Trì. Quốc lộ 1A đang đi trên quốc lộ 1A đây. Từ đầu giờ chiều đi từ trưa. Tối om bây giờ mới về nhà. Vui mỗi cái là bọn mình đi đến đâu thì cũng mong là tất cả dây dợ của khách hàng cũng đều gọn lên đấy. Làm xong hệ thống cam rồi, còn làm cho cả anh hệ thống mạng nữa. Kéo lại hết hệ thống mạng xong phòng kia và máy tính cho cháu từ ngày xưa anh kéo rồi. Anh chạy qua cửa đi xong bắt đầu dán dây, dán bằng dính. Có camera theo dõi tốc độ. Đấy, thì bây giờ đã triển khai lại hết cho anh rồi. Ngon lành bắt đầu mới về. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này. Bây giờ bọn mình sẽ cơ động về đến gocongnghe.com đây. Về gocongnghe.com mai này đi giả đơn khách hàng khác. Chúng ta một ngày hôm nay mấy đơn nhưng mà không giả kịp. Làm cho anh này thì hết hết đơn rồi. Về bọn mình sẽ đi nốt nhá. Hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye bye.